Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không biết. Nam mô Phật gì vậy? Sao kỳ á? Không biết. Thôi à, cuộc vui nào nó cũng phải chấp nhận. Xin kính mời mai một cái này xin vỗ tay lần thứ nhất. Cho tự nhiên cái đại mình là bây giờ hồi mẹ và cùng chào các cô quyền trong họ vừa xong bây giờ cũng để mình có một cái lời dàn tiếng học hát ca giữa đêm khuya một người có một bài pháp rất là diệu dụng để ngày mai huynh đệ mình xong cuộc lễ rồi người đi một hướng hành trình làm tròn theo sức mạnh của cha mẹ giao phó cho mình. Vỗ tay lần thứ ba cảnh một mang ba sẽ mạng yếu mạng yếu phải không được lại đã chứ hoàn thành. Chị Đạo Phật hôm nay cũng có đầy đủ phước duyên ngày đại lễ của cô cụ đây. Anh em huynh đệ bốn phương trở về nhà của cụ vương trước thì cũng cung thỉnh cô huynh thánh tổ, sau đó cũng cung thỉnh tâm bảo ba ngôi, thì anh em huynh đệ mình cũng trong buổi đêm nay cũng đem lời ca tiếng hát để chúng ta để cầu hòa nguyện cho hồn thiên sông núi, sau đó nghe cũng đại lễ của cụ nương. Thì hôm nay chính mình cụ nương thì làm bên cao đài của thiên công bồ tát, thì hôm nay chính mình sẽ ngâm bài của cụ nương để chúng ta lắng lại, để hôm nay cũng chính mình diễn viên với huynh đệ A Di Đà Phật. Tu dần
nhìn lại cô đây chiến lành hỏi ngộ bà yêu có mẫu đại lễ thường năm hai sao hai bảy ngõ rằng dài tuần cô vừa đã chết